Ai cưa chỉ cần gạt nút là nổ. Hàng trong sang xin kính chào quý đại gia đình, kính chúc quý đại gia đình nhiều sức khỏe nha. Nay sang tiếp tục gửi đến đại gia đình mình một con cưa Komitsu Gen Hon. Mã của nó là G2551EZ ha cả nhà. Con này thì tay cục lam của nó thì khoảng 3 tấc nha cả nhà. Đó. Đó. Gen Hon ha. Đây, made in Japan ha. Đó. Ok chưa? Đẹp, máy móc thì nguyên zin nha cả nhà. Máy móc zin rất là đẹp. Đẹp như thế nào thì bây giờ sang mời cả nhà mình cùng xem trái bê tông của con cưa hôm nay nha. Như cả nhà thấy trên màn hình là bê tông còn văng ngang nha cả nhà, máy cũng còn khá là ok, bê tông còn đẹp. Và tiếp tục vừa qua thì cả nhà đã xem được cái bê tông của con máy, và bây giờ sang sẽ cho cả nhà xem bình xăng con, hoặc là còn gọi là chế quạt khí. Đây, trước mặt cả nhà đây là chế quạt khí của con Komitsu ha. Bình xăng One Pro da băng hay cả nhà. Máy móc còn bình này thì nói chung là con máy đẹp thì bình xăng nó sẽ gắn liền theo con máy, còn khá là ok. Như cả nhà đã thấy đây là lọc gió nè, lọc gió zin của nó nè, còn khá là đẹp nha cả nhà. Rất là mới nha. Rồi bây giờ sẽ gắn vào. Thông số kỹ thuật của con máy này như sau. Nòng là bê tông 34 ly. Đó. Tại vì dòng tay cục nhỏ gọn nhẹ nên bê tông của nó gì là cũng khá là ok cả nhà. Nhưng mà đặc biệt con máy này đề tua khá là cao nha. Đây, tốc độ của nó nè, đây là đề tua máy nha cả nhà. Đây. Để sang cho cả nhà xem. Thấy được không ta? Đây. 4.8m/giây tốc độ. Khá đấy. Đó. Lam chiều dài lam xích như sang đã báo ngay từ đầu là tầm khoảng là 3 tấc nha cả nhà. Mạch cắt của nó tầm khoảng 2 tấc rưỡi 3 tấc ha. Đây. Đó. Khá là đẹp. Con này thì đặc biệt dòng này thì nó có nút gạt để nổ ha, nổ máy. Và chụp giật trợ lực, mình muốn giật thường thì mình giật, còn mình không thì mình giật gạt máy. Đây bây giờ sang hồi nãy cấp đầu tiên thì sang đã gạt cho nổ, rồi bây giờ sang sẽ tiến hành giật nổ tay không cho cả nhà nghe nha. Con máy này thì rất là nhẹ nha cả nhà, tầm khoảng 3kg rưỡi thôi nha. Đó, rất là nhẹ đây. Rồi bây giờ sang sẽ tiến hành giật bình thường. Nếu mà giật bình thường thì cả nhà đè xuống ha, đè xuống bật công tắc lên. Rồi thì cứ giật nổ bình thường thôi. Đây. Còn mà cả nhà muốn gạt nút này thì cứ đè lên rồi kéo mạnh tay lên nha, kéo lẹ tay lên, đừng có sợ mà nó hư nha, tại vì nó gài đặng mà nó nổ nè. Kéo mạnh tay lên đó, nghe một cái rẹt gì đó rồi bấm nút. Đó, cứ nổ, chỉ gạt là nổ thôi. Trong quá trình cả nhà sử dụng hoặc là thử cái này nè, có thể là một vài lần cả nhà giật gạt nó không nổ nha, có một vài lần gạt không nổ vì lý do tại sao, vì cả nhà giật á, cả nhà giật cấp giật cái kéo cái này nè, nghe cái rẹt là mình sợ nó có vấn đề gì nên mình không dám giật, cả nhà cứ kéo mạnh tay lên. Đây, cả nhà đã nghe được tiếng máy nổ và quá trình sang nổ con Komitsu G2551EZ này ha. Rồi cả nhà thích con này thì mạnh dạn liên hệ số điện thoại trên màn hình, gặp trực tiếp sang chốt ngay con máy này ha. Rất là nhỏ gọn nhẹ nha. Đó. Và cái này là cái vỏ lam đi theo máy nha cả nhà. Vỏ lam nhỏ gọn rất là lịch sự nha, rất là đẹp. Đó. Xin cảm ơn đại gia đình rất là nhiều nha, đã dành thời gian quý báu xem kênh và ủng hộ kênh cửa hàng ha. Đó. Rất là nhỏ gọn nha cả nhà. Đó. Nhỏ gọn nha. Rồi. Hẹn gặp đại gia đình mình trong những clip tiếp theo ạ. Rồi bye bye.